Trái cà na tuy dân dã nhưng đã đi vào câu ca dao của người dân vùng sông nước. Xứ đâu là xứ quê mùa, đi thăm cháu ngoại cho vùa cà na. Quả thật, những món ăn chế biến từ trái cà na tuy không cầu kỳ nhưng đã trở thành hương vị quê nhà rất khó phai trong lòng những người con quê xa xứ. Và mỗi mùa nước nổi lại trở về, bất chợt những ký ức tuổi thơ năm nào một lần nữa lại ùa về trong tôi đến nao lòng. Mời các bạn cùng làm cà na ngào đường với mình nhé. Mình chuẩn bị một thau nước, xong sau đó mình sẽ cho muối vào và khuấy đều cho muối tan. Sau đó chúng ta sẽ khía dọc quả cà na thành khoảng 4-5 đường đều nhau. Và lần lượt chúng ta sẽ khía hết cái rổ cà na của mình. Và mình ngâm nước muối từ khoảng 6 đến 8 tiếng. Các bạn có thể làm vào buổi chiều tối và mình ngâm qua một đêm. Đến buổi sáng là mình sẽ đem đi và mình xả lại với nước. Tác dụng của cái việc ngâm muối qua đêm như vậy thì sẽ giúp cà na chúng ta thấm muối, và khi mình đem xả với nước thì cà na sẽ bớt cái vị chua và chát rất là nhiều nhé các bạn. Đây là thau cà na sau khi mình ngâm khoảng 6-7 tiếng nè các bạn. Cà na đã đổi màu và quả cà na đã mềm. Khi mình bóp thì cà na sẽ ra nước. Những cái này là chất chua và chát trong cà na sẽ được mình xả và nó sẽ ra hết khi mình xả khoảng 5-6 nước đó các bạn. Mình đem cà na sau khi đã ngâm qua đêm hoặc là ngâm đến 6-8 tiếng thì mình đem xả lại với nước lạnh khoảng 5-6 lần. Khi các bạn xả thì các bạn nhớ bóp quả cà na và vắt ráo nước. Chúng ta sẽ làm lần lượt như vậy khoảng 6 lần thì để cho cà na bớt đi cái vị chát và vị chua. Rồi khi chúng ta ngạo đường thì cà na sẽ thấm đường và sẽ ngon nhé các bạn. Mình chịu khó xả nhiều như vậy để cà na ra hết cái vị chua và vị chát luôn nhé cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta đã xả xong rồi nè. Tiếp theo mình sẽ vắt một nồi nước lên cho nước sôi và chúng ta sẽ trần cà na qua nước sôi này. Mình trần cà na khoảng chừng 2-3 phút thôi nha các bạn. Nước sôi lên và cà na đổi màu là chúng ta sẽ tắt bếp và nhắc xuống. Xong sau đó chúng ta sẽ đem xả lại cà na qua nước lạnh khoảng 2 nước nữa thôi. Và chúng ta sẽ để ráo nước. Sau khi trần xong, mình sẽ đem cà na xả qua nước lạnh. Lúc này các bạn nhớ vắt nhẹ tay để cà na không bị bể nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt một cái nồi lên bếp và chúng ta sẽ cho đường vào. Bạn có thể dùng đường phèn, đường cát trắng hoặc là đường cát vàng đều được. Tuy nhiên thì ở đây mình thích dùng đường phèn bởi vì đường phèn nó sẽ có cái vị ngọt thanh hơn so với đường cát. Và đường phèn khi thấm vào cà na thì chúng ta ăn sẽ có nghe cái vị nó ngọt nhưng mà không có bị quá gắt. Mình cho nước vào sau đó mình khuấy đều để cho đường tan và nước đường sôi lại. Khi nước đường sôi và sánh lại một chút, chúng ta sẽ cho cà na vào. Lúc này bạn rim thêm cà na khoảng chừng 3-5 phút nữa. Các bạn thấy quả cà na nó căng tròn lên và các cái khía nó cũng căng ra thì lúc này là cà na thấm đường rồi. Thì mình có thể tắt bếp và mình sẽ vớt cà na ra, mình để vào trong một cái hũ thủy tinh. Đó, bây giờ các bạn thấy cà na đã cả căng tròn ngắm đường rồi. Mình sẽ vớt cà na ra để vào trong lọ thủy tinh và chúng ta sẽ đợi cho cà na nguội cũng như cái nước đường nguội, và chúng ta sẽ cho nước đường vào ngập cái trái cà na nhé cả nhà. Đây là thành phẩm nè các bạn. Là bây giờ chúng ta nước đường đã nguội và chúng ta sẽ cho vào ngập cái quả cà na như vậy. Khi cà na mà mình đem rim lại thì chúng ta có thể khi mà đem xuống thì mình có thể ăn ngay luôn. Tại vì cà na đã thấm đường rồi, rất là ngon luôn đó cả nhà. Và bây giờ mình thưởng thức thành quả của mình thôi cả nhà. Mình lấy một quả cà na nè, mình chấm với muối tôm. Muối tôm thì nó cay cay mặn mặn, còn cà na thì nó chua chua, nó thấm đường ngọt ngọt. Khi mình cắn vào một miếng
thì tất cả các hương vị chua, mặn, ngọt nó hòa quyện với nhau, tạo nên một cái hương vị thật là tuyệt vời. Ăn một quả rồi lại muốn ăn thêm một quả nữa cả nhà. Mình làm theo cách của mình là mình rim đường thêm khoảng chừng 3 đến 5 phút thì khi mình đem xuống thì mình có thể ăn được liền. Mấy bạn thấy nè, quả cà na nó tróc vỏ hộp luôn, rất là ngon á. Vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, khi nước lũ về, mình hay thấy người ta bán cà na tươi ở ngoài chợ, kể cả những chợ trên thành phố bây giờ cũng có bán nữa. Đây là loại cà na Thái, trái to và ít đắng hơn cà na đồng ngày xưa. Nếu có dịp, các bạn nhớ làm thử nha. Mình chúc các bạn làm thành công. Và bây giờ xin tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video clip của mình. Các bạn đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Xin cảm ơn các bạn.